Sáng nay ngày 19 tháng 3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thường Xuân đã tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2025. Năm 2024, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thường Xuân triển khai thực hiện tích cực hiệu quả. Tất cả các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đồng bộ chặt chẽ đúng quy định, Nhờ đó, huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao với 109 tân binh được tuyển chọn vào lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân. Nhiều địa phương làm tốt công tác tuyển quân như xã Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Xuân Cao, Luận Khê, Xuân Lệ. Năm 2025, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thường Xuân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai đồng bộ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.